Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn kỹ thuật của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra được menu và đưa menu đó lên website của bạn trên hệ thống iGroup Blog. Menu là một phần để bạn có thể điều hướng khách hàng một cách tốt nhất và độc giả của bạn có thể tìm kiếm bài viết của bạn theo từng chuyên mục một cách dễ dàng nhất. Vậy, để tạo được menu, đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị của website bạn trên hệ thống iGroup Blog. Ở trang quản trị, bạn sẽ vào phần thiết kế, trình đơn. Thường, menu bạn sẽ được cấu thành từ các trang và các chuyên mục. Để tạo được trang và chuyên mục này, bạn sẽ vào phần nội dung. Và phần này sẽ được hướng dẫn ở một video khác. Đây, như bạn thấy, đây là menu của tôi đang có sẵn trên website, gồm phần trang chủ, giới thiệu, bài viết, sản phẩm, liên hệ và ba menu con là chia sẻ hình ảnh hướng dẫn ở đây. Như bạn có thể thấy ở đây, ba menu con. Nếu bạn chưa có một menu nào, bạn có thể vào phần tạo một trình đơn mới ở trên phần trên đây, đặt tên cho trình đơn. Bây giờ bạn đã có một trình đơn và công việc của bạn bây giờ là chọn các cái mục đưa vào trình đơn của bạn. Ví dụ mình sẽ chọn vài mục ở phần trang. Bạn sẽ kích vào phần xem tất cả để có thể xem đầy đủ hơn. Xem các trang cho đầy đủ hơn. Mình chọn trang chủ, giới thiệu và liên hệ. Kích vào thêm và menu. Ở phần chuyên mục, mình cũng sẽ kích vào xem tất cả để có thể xem được toàn bộ các chuyên mục hiện có trên website của mình. Mình sẽ chọn vào phần bài viết, chia sẻ, hình ảnh, hướng dẫn, sản phẩm. Thôi, mình chọn vậy thôi và thêm vào menu. Nếu như bạn mong muốn, bạn có thể thêm các bài viết trực tiếp, các bài viết vào menu hoặc có một liên kết nào đó vào menu cũng được. Giờ tiếp theo là tôi sẽ sắp xếp cái menu này cho nó thích hợp nhất đối với website của tôi. Ví dụ phần liên hệ tôi sẽ để ở phần cuối, trang chủ giới thiệu sẽ để phần đầu và phần chia sẻ sẽ nằm trong, hoặc là sẽ là mục con của bài viết, hình ảnh, hướng dẫn cũng vậy, sản phẩm sẽ là một mục riêng. Ok, giờ tôi sẽ lưu lại. Giờ tôi đã có một cái menu như mong muốn. Vậy công việc bây giờ của tôi đó là đưa cái menu đó lên trên cái website của tôi. Như bạn thấy, hiện tôi đang có ba cái menu là nằm trên của tiêu đề trang, dưới tiêu đề trang và bên phải của tiêu đề trang. Quay lại trang quản trị, phần menu của bạn, kéo xuống phần dưới cùng, nó sẽ có ba phần dấu tích ở đây. Phần dấu tích đầu tiên là tự động thêm trang tĩnh, nghĩa là khi bạn viết thêm một cái trang mới trên website thì nó sẽ tự động thêm vào menu. Tôi không khuyến khích bạn sử dụng phần này bởi vì khi các trang được thêm vào, nó sẽ làm cho menu của bạn dài ra và nó sẽ không đúng với ý của bạn nữa. Còn hai vị trí ở phía dưới này, đó là vị trí menu đặt phía trên và phía dưới của cái tiêu đề trang. Mình sẽ chọn hai phần này và lưu lại. Và phần hai phần này, bạn nên chọn một trong hai phần để thêm thành menu trên website của bạn. Tiếp theo, còn một phần nữa, đó là phần bên phải của tiêu đề trang. Bạn hãy vào phần thiết kế trên trang quản trị và vào phần tùy chỉnh. Để thêm menu vào bên phải, bạn hãy vào phần widget của trang tùy chỉnh
Ở trong tùy trình này, hệ thống sẽ cho bạn xem các cái giao diện của bạn ở bên phải và cái menu bên trái. Để sửa được các phần về giao diện, bạn hãy vào phần Widget ở đây. Và phần bên phải này đó là phần Hit Drive phía trên và bên phải. Như bạn thấy đang có một menu đây, là menu tên là Test. Mình sẽ gỡ bỏ nó và mình sẽ thêm một menu khác vào. Và click vào thêm một widget và kéo xuống gần cuối cùng sẽ có một phần tùy chọn. Ở phần chọn menu này sẽ là chọn cái trình đơn mà bạn đã tạo. Ở đây bạn đang có bốn, tôi đang có bốn trình đơn đây. Tôi sẽ chọn tạo một trình đơn tên là anh Nguyễn Đức đi. Rồi. Như bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện ngay ở phía trên của website. Đây một chút. Ok, như bạn thấy ở đây. Và bạn sẽ lưu lại. Ở đây là ba vị trí để đặt menu và tùy theo cái ngành nghề, sở thích và cái website của bạn thế nào thì bạn sẽ đặt ở một nơi cho phù hợp nhất với bạn, giúp bạn thành công.